năm Tà kiến về bốn thứ luận thuyết điên đảo Kinh văn Hiệu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng tránh tâm, ma bất đắc tiện, cùng danh loại bàn, quán bỉ u thanh, tưởng nhiễu động nguyên, ư chi kiến trung, tánh kế độ giả, thị nhân trụy nhập, tứ trùng điên đảo, bất tử kiểu loạn, biến kế hư luận việt dịch lại nữa các thiện nam tử đó trong tam ma đề tránh tâm đứng lặng sáng suốt thiên ma không có cơ hội quấy phá trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài quán xét cội gốc thưởng nhiễu động lăng sang kia khởi tâm suy lường về những gì mình thấy và biết người ấy rơi vào bốn thứ luận điên đảo hư vọng suy lường chớp trước ngụy biện về bất tử giảng lại nữa các thiện nam tử đó trong tam ma đẻ tránh tâm đứng lặng sáng suốt thiên ma không có cơ hội quấy phá hành giả trong khi thiền quán tránh tâm ngưng lặng vững chắc thiên ma không quấy phá được nữa Điều này liên quan đến hết thảy các vị đang công phu tu tập và an trú trong chánh định. Chánh định này ai tu cũng được, không dành riêng cho một người nào. Vì hành giả phải có tâm kiên cố, giữ cho định và họa đều quân bình, thì chẳng có một khe hở nào để ma lọt vào. Nhưng dù ngoại ma chẳng xâm nhập được vào hành giả để quấy phá, thì nội ma lại xuất hiện. Nội ma là một loại ma sanh khởi từ sự chuyển biến tâm thức của hành giả. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài quan sát cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội nguồn của các loài chúng sanh, thấy được manh mối thường chuyển động vi tế kia. Hành giả xem xét kỹ nguồn gốc của 12 loài chúng sanh, quan sát bản tánh thanh tịnh tối sơ của các loài thấy sự nhiễu động thường hằng rất là vi tế ấy xuất hiện ở trong hành ấm khởi tâm suy lường về những gì mình thấy và biết nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường về những gì mình thấy biết khi chưa khởi niệm suy lường ấy thì chẳng có vấn đề gì, nhưng ngay khi những niệm này sanh khởi liền có rắc rối xảy ra cho nên nói khai khẩu tiện thố, cử niệm tức quay. Nghĩa là mở miệng liền sai lầm, khởi niệm là sai ngay, ngay khi vừa khởi vọng niệm vấn đề rắc rối liền nảy sinh. Người ấy rơi vào bốn thứ luận điên đảo, hư vọng suy lường chớp trước. Vị biện về bất tử Chấp trước suy lường là tánh biến kế chấp Mà tôi đã giảng ở trước Nó là một loại vọng chấp Hành giả trở nên chấp trước Với những việc không chân tránh Đó gọi là tánh biến kế chấp